các bạn. Bạn ơi, ở nhà bạn có ngoan không? Có làm nhiều việc tốt để bố mẹ khen không nhỉ? Hôm nay, đến với bạn theo dõi câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn để xem bạn nhỏ nào đáng khen các bạn nhé. Một nhà kia có hai anh em thỏ ở với mẹ. Bố đi làm xa nên cậu nào cũng muốn tỏ ra là đứa bé ngoan, biết thương mẹ nhiều nhất. Thỏ anh biết mình lớn hơn nên lúc nào cũng nhường nhịn em, xong thỏ em thì cứ muốn mẹ khen nhiều hơn. Một hôm, thỏ mẹ bảo hai anh em: "Hôm nay các con được nghỉ học, thỏ anh lên rừng kiếm cho mẹ 10 chiếc nấm hương. Thỏ em thì vào đồng hái cho mẹ 10 bông hoa thật đẹp. Đường hơi xa, các con đi phải cẩn thận, đừng có la cả đâu nhé." Hai anh em vâng lời, hăng hái đi ngay. Thỏ em hăm hở chạy một mạch ra đồng cỏ. Tới nơi, chưa vội hái ngay những bông hoa vừa trông thấy, cậu ta đi vòng một lượt, chọn khóm đẹp nhất, bông hoa nào rực rỡ nhất mới hái. Ra khỏi đồng cỏ, cậu ta chạy một mạch về nhà khoe với mẹ: "Mẹ ơi, con mang hoa đẹp về đây này, mẹ khen con đi." Mẹ đón lấy bó hoa xích xoa: "Hoa đẹp quá, hoa đẹp quá." Thỏ em hớn hở: "Mẹ khen con đi, còn không la cả tí nào dọc đường đâu mẹ ạ." Thỏ mẹ nhìn con âu yếm: "Con mẹ ngoan quá, thế trên đường đi, con có gặp ai, có thấy gì không?" Thỏ em nhanh nhẩu: "Có ạ, à, con thấy cái sóc con bé con nhà bác sóc vàng, đứng khóc ở bên gốc ổi, nó hư, mẹ nhỉ?" Mẹ hỏi: "Con có hỏi vì sao em sắp khóc không?" Thỏ con trả lời: "Không mẹ ạ, con sợ ở nhà mẹ mong." Thỏ mẹ nghe xong không hỏi thêm gì nữa. Một lúc khá lâu sau mới thấy thỏ anh về, chiếc giỏ đeo bên sườn đầy những nấm hương và mộc nhĩ. Thỏ anh vừa chào mẹ vừa bốc từ trong túi áo ra từng nắm hạt rẻ đưa cho em: "Em thích hạt rẻ, anh mang về cho em đây." Thỏ mẹ hỏi: "Sao con hái nhiều nấm thế?" Thỏ anh tươi cười: "Cũng là một công đi, con hái nhiều để dành lần sau mẹ ạ." Thỏ mẹ lại hỏi: "Sao con đi lâu vậy?" Thỏ anh thưa: "Thưa mẹ, trên đường về con còn giúp cô gà hoa mơ." "Cô gà hoa mơ làm sao?" "Dạ, cô gà hoa mơ dẫn đàn con đi ăn bị lạc mất một đứa, con phải dừng lại giúp cô ấy tìm cậu gà nhét, vì vậy con về chậm mẹ ạ." Nghe thỏ anh nói xong, thỏ mẹ mỉm cười gật đầu, gọi cả hai anh em đến gần và nói: "Các con của mẹ, các con rất đáng khen vì đã biết vâng lời mẹ. Thỏ em luôn luôn nghĩ tới mẹ là đúng, song thỏ anh cũng biết nghĩ tới người khác, biết hái thêm nấm cho mẹ, mang quà về cho em, giúp cô gà hoa mơ lúc khó khăn. Các con nên nhớ rằng, làm việc tốt không phải chỉ để được khen, mà trước hết là được giúp ích cho người khác." Thỏ em hiểu ra, bẽn lẽn nói: "Thưa mẹ, vâng ạ." Vậy là chúng mình đã biết ai đáng khen chưa nhỉ? Chúng mình hãy làm thật nhiều việc tốt để giúp đỡ mọi người các bạn nhé. Lúc đó chúng mình sẽ thấy vui nhất phải không nào? Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.